morning, good evening, everybody. Sorry, I'm a little nervous here. Lời đầu tiên, Hoàng Yến, Quỳnh Châu xin được thay mặt ban tổ chức chương trình văn nghệ mừng Xuân Quý Mão năm 2023, chủ đề Xuân yêu thương và hội chợ xuân của nhà thờ Nữ Vương Khánh Thánh Tử Đạo Pensacola gửi đến quý cha, quý sơ, quý quan khách, quý đồng hương cùng cộng đoàn dân Chúa lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Good evening, ladies and gentlemen. We would like to welcome all. We hope you have a great day with us tonight to celebrate Vietnamese New Year, the Year of the Cat. In tradition, Lunar New Year is also called Tết. In Vietnamese, it brings happiness, family gatherings, and good food. Hội chợ xuân năm nay sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay 21 tháng 1 cho đến ngày 28 tháng 1. Xin mời quý vị đến ủng hộ và thưởng thức những món ăn truyền thống Việt Nam cũng như tham gia các trò chơi dân gian. Hi everyone. Hello. Happy Tết. Happy New Year. Happy Tết. Ok, Happy New Year. Tôi xin được đại diện cho giáo xứ Nữ Vương Khánh Thánh Tử Đạo Việt Nam và cộng đồng Việt Nam ở đây để chào đón tất cả các bà chị em và chúng hôm nay đây là chúng ta chính thức để khai mạc một tuần để hỗ trợ nên các bà chị em cùng nhau và tất cả những người Việt Nam chúng ta ở đây cố gắng để giúp cho nhau được thăng tiến cũng như là tất cả mọi người. For the beginning, for the today, we would like to welcome everyone and Father Nick and Father John Vodko and the President of the Vietnamese community in Pensacola and welcome everyone, the Vietnamese and the friends, American and the someone another. I would like to go to the ceremony that will opening for the whole week, 1 week for the Vietnamese festival and here. So that I chúc mừng các bạn chị em một năm mới và một tuần lễ mới được mọi sự mạnh khỏe và chúng ta cùng tiếp tục để chúng ta chỉ soạn đây phút bắt đầu của buổi hôm nay. Dạ, con xin cảm ơn cha xứ Leo. Sau đây là nghi thức chào cờ Mỹ Vatican Việt. Xin mời các anh chị cho ban chào cờ chuẩn bị. Prepare the colors. White. Parade the colors. Please remove your hat for the national anthem. Oh,
for the Vatican anthem. From the war in Vietnam to the wars in Middle East and the war in Ukraine. We ask that you join us in recognizing a moment of silence. We begin our moment of silence. Phút mặc niệm bắt đầu. The parade called up.
they return. Xin mời quý vị an tọa, please have a seat. Sau đây chúng ta sẽ có nghi thức tiếng trống đêm giao thừa và nghi thức dâng hương. Kính thưa quý vị, đêm nay giáo xứ chúng ta chọn là đêm giao thừa. Đêm giao thừa còn gọi là đêm trừ tịch, mang ý nghĩa xua đuổi tà khí, ma quỷ, mọi điều xấu trong năm cũ đi, để rước nhiều may mắn, tài lộc, thành công đến cho năm mới. Đây cũng chính là khoảng khắc bình an, đầm ấm, tràn đầy linh thiêng, giao thừa giữa trời đất, tiễn năm cũ và những điều muộn phiền, không may mắn đã qua để đón nhận những ơn lành, phúc lộc và phú quý đang đến trong năm mới. Phong tục dùng trống và chiêng đã có rất xa xưa trong văn hóa Việt Nam chúng ta. Vào ngày đầu năm mới của dân tộc, chúng ta dâng lên Thiên Chúa Thượng Tôn của chúng ta, Đấng đã làm cho chúng ta hiện hữu qua tổ tiên. Ba hồi chính tiếng nói lên sự uy nghi cao cả của Thiên Chúa ngự trên chín tầng trời, chứng giám cho lòng thành sự biết ơn của Thiên Chúa, biết ơn ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta. Hồi trống thứ nhất dâng lên Thiên Chúa Cha đã tác thành vạn vật có tổ tông chúng ta. Hồi thứ hai dâng lên Thiên Chúa Con Đức Giêsu. Hồi thứ ba dâng lên Thánh Thần Chúa Thánh Thần để xin tiếp tục thánh hóa, chúc phúc cho năm mới sắp sang. Sau đây, nghi thức tiếng trống đêm giao thừa xin được phép bắt đầu. Hôm nay trước thềm năm mới, năm Quý Mão, theo phong tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ có dâng tiếng hương nhang lên đấng tối cao, đó chính là ông trời của người Việt Nam. Theo như Công giáo, đó chính là Thiên Chúa Chí Tôn. Adam, Eva là tổ tông loài người mà Chúa dựng nên, nên cội nguồn chúng ta ai cũng có tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Ở nơi đó có chúng ta, nên ca dao tục ngữ có câu: cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ, có tông. We have a folk verse: the trees have their roots and the river have their source. Therefore, each person who was born and raised in this world had need all about the roots and of their family. For those who are leaving their home for a long time need a way to find a route back to their traditions. We all must take pride of our family lines, especially with the ones that we have cultural and traditional construction, to protect the homeland and to preserve the country. And therefore, one of the traditions in Vietnam New Year's, we prepare the altar for the ancestors. We use incense to create the connection and show the respect to our ancestors. Kính thưa cộng đoàn, sau hồi trống, chúng ta có những quan viên trong giáo xứ đại diện để dâng hương ba lần, cũng như bái lạy ba ngôi Thiên Chúa, tạ ơn Chúa và xin chúc phúc lành cho chúng ta. Sang năm mới được bình an, thời tiết thuận hòa, hạnh phúc. Xin mời nghi thức dâng hương bắt đầu. Cung cung bái. Thank you.
các bà chị em, hết mọi người từ nhỏ đến bé đều được hạnh phúc, được vui vẻ, phải được khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi cho những ông bà già không có bệnh tật gì hết. For the city and for the care. So then everyone, I hope for the money and for the healthy and many wisdom for the for everyone. Okay. Thank you very much. For this 3 years, 2023 to 2025. So welcome. Cha John Bosco, cha Nicholas, ông chủ tịch công đoàn. Và kính thưa quý vị, các ban ngành đoàn thể và mọi thành phần trong và ngoài giáo xứ, trong niềm tri ân và cảm tạ Thiên Chúa đã gìn giữ giáo xứ chúng ta một năm may lành, giờ đây thay lời cho giáo xứ, đầu tiên nguyện xin cảm tạ Thiên Chúa qua muôn ơn lành hộ xá cho cha xứ, cho phép chúng con tổ chức mừng tuần hội trường xuân được để qua mỗi bước chân mục vụ, để cha xứ dẫn bước chúng con trên hành trình sứ vụ, để Ngài luôn sống xứng đáng và mục tử như lòng Chúa mong ước. Chúng con cũng xin kính chúc cha John Bosco mừng xuân sang được muôn hồng ân của Chúa và luôn luôn là người mục tử như lòng Chúa muốn. Dạ, quý vị cho hai chị một tràng pháo tay lớn và kính thưa, và để tỏ lòng biết ơn anh chị, giáo xứ chúng tôi có một chút quà để tỏ lòng biết ơn anh chị. Và giờ đây con xin mời cha xứ lên để trao tặng quà cho anh chị. Xin mời cha xứ. Quý vị cho anh chị Lý Sa một tràng pháo tay lớn rồi. Ok, và kế tiếp con chính mời cha Joan Bosco, dòng mẹ chú cư trú, có vài lời phát biểu và chúc Tết tới quý vị. Con xin chào, kính mời cha. Thầy là chứa quý vị nhé, tôi mắc cỡ lắm, cho nên không nhận lên cao. Tôi biết là bước sang năm mới, ngày mai như ngày dấu đang cho năm cũ, thì tôi cầu xin Chúa ban mọi ơn lành cho quý ông bà và anh chị em để bước sang năm mới. Và chúng ta cũng cảm ơn hồn của Chúa đã ban cho chúng ta một năm vừa qua để chúng ta lãnh nhận ơn mới. Vì nếu chúng ta nhớ đến ơn của Chúa thì Chúa sẽ ban cho chúng ta ơn mới. Vậy tôi cầu chúc tất cả quý ông bà và anh chị em sang năm mới này được sức khỏe và đồ hình xác, được tràn đầy ơn của Chúa và được mọi sự may lành. Next, please welcome to the stage Father Nicholas Kim, pastor of St. Thomas More. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, Dad, Cha. Is it right? Father, Father Leo, Father John Bosco, from St. Thomas More Parish to Father Leo and your parish, I brought a gift for Father Leo. I have a red envelope for Father. Can you open, Father? Now that I know the Vietnamese don't celebrate the year of the rabbit, I'm really happy I didn't choose the rabbit card. I got a regular, it has a dragon for the Lunar New Year. And it's a check for $2,000 for your celebration. Be the Father and the President of Our Lady, Queen of Mothers, may the gift of her happiness, Lord, laughter and good fortune for your seat coming here. Happy Lunar Year. May God bless you with love and prayers from Father Nick and all the parishioners and Thomas for the parish. And just one check to 1,000, okay?
Thank you very much for having me. And you're prettier than father, but this is for him. That's fine, I take it. Thank you so very much, Father Nicholas. Thank you so much for your generosity. We appreciate that. And next, please welcome to the stage the president of Vietnamese community, Chu Quang Nguyen. Kính mời chú lên sân khấu để có lời phát biểu và chúc Tết tới quý vị. Dạ, kính thưa Trang Lý Ôi, kính thưa các thầy, kính thưa các vị lãnh đạo, an president, kính thưa tất cả đồng bào bên Sangola. Tôi xin đại diện Vietnamese community chúc Tết bà con một năm mới đầy hạnh phúc. And in behalf of Vietnamese community, I'd like to say Happy New Year to everybody. By the way, have some và phần một phần nghi thức của buổi tối hôm nay chúng ta chính thức kết thúc. Chúng ta xin chắc hẳn chúng ta cũng rất là nôn nóng cho phần văn nghệ tiếp theo. Xin mời quý vị thưởng thức những phần văn nghệ tiếp theo. Kính thưa quý vị, giờ đây trong không khí hân hoan của đất trời giao thời, lòng người cũng như đang nôn nao chờ đón nhiều xuân ngày Tết cổ truyền. Đâu đó chúng ta có thể thấy những giai điệu thân thương của mùa xuân. Đó chính là những cung bậc cảm xúc khiến bất cứ ai cũng hân hoan, phấn khởi. Mùa xuân đem đến cho cuộc sống một sức sống mới, những niềm vui đoàn tụ với người thân và gia đình. Hôm nay chúng ta có mặt nơi đây để cùng nhau thưởng thức những món ăn tinh thần của ngày Tết cổ truyền. Tuy là mang tính cấp chấp cây nhà lá vườn, nhưng chúng tôi hy vọng những tiết mục đêm nay sẽ làm ấm lòng quý vị để chúng ta cùng nhau chào đón đêm giao thừa 2023 năm Quý Mão. Không có gì hơn kính chúc quý vị một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Ladies and gentlemen, we have been working very hard to create some great performance for you guys tonight. I hope you will enjoy them, and I would like to say, wishing you and yours happy, healthy, and abundant 2023. Kính thưa quý vị, một trong những huyền sử của dân tộc Việt thời xưa, không thể thiếu truyền thuyết về Lạc Long Quân và Âu Cơ. Lạc Long Quân trong lúc giúp dân chúng đói khổ đã gặp Âu Cơ. Hai người đã yêu nhau và sinh ra một túi vàng. Sau 7 ngày nở ra 100 trứng, mỗi trứng nở ra một người con. 1000 years ago, the legend of ancient Vietnam, Lạc Long Quân and Âu Cơ is one of the many stories of our Vietnamese ancestors. Lạc Long Quân, the dragon king of the mighty sea, while helping the people, met Âu Cơ, the beautiful fairy princess, and they fell in love with each other. They lived together, and 1 year later, gave birth to a golden sack contained 100 eggs and hatched into 100 boys. Running around in the kitchen. Dragon, sorry. Got it?
phong tục không thể thiếu trong ngày đầu năm mà chúng ta mới vừa thấy, đó là lì xì. Ngày mùng 1 Tết, trẻ em mặc quần áo mới và chúc Tết người lớn và nhận được lì xì từ ba mẹ và ông bà và những người thân. One of the tradition during Tết, the first day of the year, children usually have on new clothes, stand in front of the grandparents to give them best wishes for the upcoming year and receive the lucky money from the adults. Next, we are going to enjoy this tradition from the children's performance. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức tiết mục múa Bé Chúc Tết và Ngày Tết Quê Em của các em thiếu nhi trong giáo xứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
truly see. You can check out anytime you like, but you can never leave. Xin lỗi quý vị, tôi bị cảm, tôi bị khổ, tôi bị hạnh phúc. Tôi mới xin chúc quý vị dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Từ ngày đưa em về,
Ngàn đêm tối, ai dẫn lối em? Để
thể để quý vị đợi lâu hơn nữa, một tiết mục không thể thiếu trong đêm hội mừng xuân. Sau đây là một tiết mục về văn hóa phương Đông. Lân là một trong tứ linh bao gồm Long, Lân, Quy, Phụng, tượng trưng cho sức mạnh siêu nhiên, có thể xua đuổi tà khí, mang lại may mắn, an vui. Khi Lân vào nhà thì tà khí sẽ bị đuổi đi, gia chủ sẽ được mang lại bình an. Và đúng là chính là ý nghĩa của phong tục múa Lân trong ngày Tết, cầu mong một năm mới được nhiều niềm vui và an lành. Lions play an important role in Chinese mythology and represent joy and happiness. People perform lion dance to bring luck and get rid of the devil. Performers usually use different kind of dance steps to show the temperament of the lion. And there are three types of lion, southern lion. The golden lion representing liveliness, the red lion representing courage, and the green lion representing friendship. And now, please help me welcome the appearance of the lions. Please make sure you give them some lucky money and good luck and happiness to them. Thank you.
có thấy năm nay Lân nhảy hay không ạ? Wow, we got to get that, yes. Yes, good job guys.
If you know, if you're happy and you know it, clap your hands. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thuật, nhưng mà chị Thu Bình rất là can đảm quý vị, mình rất là ủng hộ. Tiết mục tiếp theo là một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí. Hoàng Yến xin được trích dẫn: tiếng Việt còn trong mỗi người, người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngày sau. Một bài hát rất có ý nghĩa nhân văn, mang đậm chất văn hóa Việt. Bài hát Thương ca tiếng Việt sẽ được biểu diễn qua điệu múa nón nhẹ nhàng uyển chuyển của các em trẻ trong giáo xứ. Xin quý vị ủng hộ cho các em một tràng pháo tay nhiệt tình ạ. Thank you.
tại nhà. Xin quý vị hãy chào đón lên sân khấu bé Như Ý với tiết mục Tết Này Con Về. Và xin tiếp theo xin mời quý vị thưởng thức sự
bài hát Mùa Xuân Của Mẹ. Xin mời quý vị, xin theo một bài của sáng tác của Trần Văn Lê. Xin mời quý vị. Tôi dành riêng cho các bạn. Dẫu gì rồi tôi cũng về.
quanh là các bác vẫn còn tìm được vợ. Sun.
with the microphone. Whenever I